Chào mừng cô chú anh chị em và cùng các bạn đã đến với kênh Nét Đẹp Malaysia nơi tôi đang sống. Thì như cô chú anh chị em cũng có biết, đất nước Malaysia là một đất nước Hồi giáo. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho cô chú anh chị em một ngôi nhà thờ Hồi giáo. Đây là một ngôi nhà thờ vô cùng nổi tiếng ở Malaysia. Mà nếu mà cô chú anh chị em nào có đi du lịch Malaysia thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cái ngôi nhà thờ này. Đây là một ngôi nhà thờ Hồi giáo Putra có mái vờ màu hồng. Đây là một trong những địa điểm đặc biệt nhất ở Putrajaya. Và một điều vô cùng thú vị ở đây đó chính là đây là một thánh đường duy nhất trên toàn thế giới do một nữ kiến trúc sư thiết kế. Điều này là quá là thật mới mẻ và chưa có từng có trong tiền lệ. Thánh đường Putrajaya là một địa điểm du lịch được yêu thích bậc nhất ở thành phố mới Putrajaya. Thành phố Putrajaya là có thể nói gọi là thủ đô thứ hai của đất nước Malaysia. Nơi đây được thu hút là bởi kiến trúc vô cùng tinh xảo, lối thiết kế truyền thống với màu sắc cổ điển. Và nơi đây được xây dựng vào năm 1999 là địa điểm thư giãn tuyệt vời cho người dân. Đến đây để chúng ta có thể gạt bỏ được mọi ưu phiền vương mộng. Và đến đây thì phong cảnh thì chúng ta cảm thấy rất là đẹp. Và bây giờ mình xin mời cô chú anh chị em hãy cùng mình đi đến với ngôi thờ Hồi giáo này nhé. Đây là toàn cảnh ở ngoài nhà thờ, nhìn rất là đẹp và rộng lớn. Khi mà bước đến đây chúng ta sẽ thấy cảm giác rất nha rộng lớn. Nhà thờ Hồi giáo này được khánh hoàn thành vào tháng 9 năm 1999. Nó có thể chứa 15.000 tín đồ cùng một lúc. Khi mình đi đến đây thì có rất là nhiều cái khách du lịch đến đây. Đây là có thể nói đây là một địa điểm mà khi mà đi tour du lịch thì đa số mọi người sẽ dẫn mọi người đi đến đây. Vì làm như là chỉ có ngôi nhà thờ này mới cho khách du lịch vào tham quan. Thì nhà thờ xây dựng bằng đá ghen màu hồng mang lại cho chúng ta có cảm giác là màu hồng sa mạc. Với đồ gỗ chạm khắc trên cửa ra vào, cửa sổ và tấm ván, nó thích hợp cho thiết kế kiến trúc Ả Rập Hồi giáo, kết hợp giữa kỹ năng thủ công địa phương và lấy cảm hứng từ người Hồi giáo Ba Tư. Và khi mà đi đến đây thì có một nơi để cho họ sẽ cho chúng ta mượn một bộ đồ để mặc, để khi chúng ta bước vào nhà thờ, đây là được cho mượn miễn phí, nên các bạn chỉ cần vào đây để mượn. Họ sẽ đưa chúng ta một bộ đồ để cho thích hợp mặc khi mà bước vào nơi thánh địa Hồi giáo. Cái tháp mà cao là cao 116m. Nhà thờ Hồi giáo Putra chịu ảnh hưởng từ thiết kế của nhà thờ Hồi giáo Seoma ở Pahada. Nó có 5 tầng biểu thị trụ cột của Hồi giáo, là một trong những tháp cao nhất trong khu vực. Nó có mái vòm chính có đường kính 36m trải dài trên mái, được bao quanh bởi 8 mái vòm nhỏ. Khác với 4 góc của cấu trúc, thiết kế bức tường ở tầng hầm được lấy cảm hứng từ nhà thờ Hồi giáo vua Hassan của Maroc. Và đây là một nhà thờ được đặt theo tên của thủ tướng đầu tiên của đất nước Malaysia. Nó được xây dựng là từ năm 1997 thì đến năm 1999 đã hoàn thành. Mình cảm thấy xây rất là nhanh với công trình kiến trúc đồ sộ như vậy.
nhiên mà khi đến đây ngôi nhà thờ Hồi giáo thì các bạn lưu ý là nhớ bỏ dép ở ngoài nhé. Và họ sẽ phân chia ra hai khu vực. Đây là khu vực khi mà mình bước đến đây mình không biết mình đi thẳng vào đây thì họ cấm không cho vào. Bởi vì nơi này là nơi cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo. Họ sẽ không cho chúng ta vào. Thì trước tiên thì không bước vào đây, mình sẽ đi xung quanh ngoài cho cô chú anh chị em cùng thấy địa điểm nơi này trước. Đó, đối diện chúng ta đó là phòng cầu nguyện chính, sân cảnh của tín đồ Hồi giáo khi mà mọi người thì đến đây cầu nguyện học tập ở nơi đó. Và ngôi nhà thờ này được bao quanh bởi hồ Puchaya, đối diện với quảng trường Puchaya là hai điểm tham quan nổi tiếng khác ở Puchaya. Khi mà chúng ta bước ra ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái hồ và cây cầu. Khi mà đến đây, nếu mà cô chú anh chị em đi hết được một cái Puchaya, chúng ta sẽ cảm thấy đẹp. Và nó có thể ví von gọi là Singapore thu nhỏ, nơi này thành phố và mọi thứ hiện đại rất là sạch đẹp. Khi mình đứng ở đây, mặc dù trời nắng chang chang nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là mát, gió thổi lùa về rất là mát. Mời gơi trước nha. Điều đặc biệt của nhà thờ Hồi giáo là được mô phỏng theo kiến trúc Hồi giáo Ba Tư thời kỳ Safavid với một số yếu tố thiết kế mượn từ các nhà thờ Hồi giáo khác trên thế giới. Nhưng mà nó cũng sẽ được kết hợp với là phong cách kiến trúc của Malaysia. Nên tổng thể là kiến trúc nhà thờ Hồi giáo được kết hợp phong cách kiến trúc Malaysia, Ba Tư và Ả Rập Hồi giáo. Tông màu đáng yêu này được làm bằng đá màu hồng, mang đến cảm giác thật sự thanh bình cho nhà thờ Hồi giáo. Sẽ dẫn mọi người đi ở xung quanh coi có gì. Thì mình sẽ đưa cô chú anh chị em đi đến một nơi. Nơi này thì là một nơi họ dành cho chúng ta có thể vào đây để tham quan. Nhớ là điều đặc biệt là họ có ghi chữ im lặng làm ơn. Im lặng là có nghĩa là chúng ta dạo đây cũng rất là ồn ào. Nên là khi đi đến đây thì chúng ta nhớ là im lặng, không có làm ồn ào. Bởi vì kế bên là những người cầu nguyện nên là chúng ta cũng nên im lặng. Bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh ở bên trong cho cô chú anh chị em thấy nhé. Họ cũng có thể cho chúng ta thấy mọi thứ. Thì bây giờ mình sẽ không giới thiệu nữa, chỉ quay để cho cô chú anh chị em chúng ta hãy cùng mình ngắm được bên trong của ngôi nhà thờ Hồi giáo màu hồng.
Thank you.
Dạ, sau khi mà đã tham quan xong, nếu mà cô chú anh chị em nào cảm thấy đói bụng mà muốn ăn thì có thể đi ra ngoài, đi xuống từ mặt trên nhà thờ, chúng ta sẽ bước xuống, nó sẽ có một cái cầu thang ở dưới tầng hầm một chút xíu. Thì nơi đó sẽ là khu vực bán đồ ăn cho mọi người ăn. Và clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em và cùng các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thích kênh của mình, xin hãy cho một cái like, một cái đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Xin hẹn cô chú anh chị em vào clip sau. Sick of being the